Kính chào các bạn ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 15 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Cuộc chiến trên mạng giữa lực lượng chuyên trách và dư luận viên với giới hoạt động. Tổ chức phóng viên biên giới ESF vào ngày Thế giới chống kiểm duyệt Internet ngày 12 tháng 3 năm 2020 đã công bố danh sách 20 kẻ thù lớn nhất trên Internet, trong đó đặc biệt có lực lượng 47 của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và điều này báo chí quốc tế đã đăng tải liên tục trong thời gian vừa qua. Đây là hình ảnh lực lượng 47 của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ESF đăng tải trong danh sách là 20 kẻ thù lớn nhất trên Internet nhân ngày Thế giới chống kiểm duyệt Internet. Theo Tổ chức Phóng viên Biên Giới ESF, lực lượng 47 gồm 10.000 người chiến đấu chống lại những tiếng nói dân chủ và những người bị cho là chống đối chính phủ. Lực lượng 47 đã sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để đe dọa, giám sát hoặc kiểm duyệt các nhà báo và do đó làm giảm nghiêm trọng quyền tự do thông tin trên Internet. Trả lời đài EFA tại Mỹ vào hôm 12 tháng 3 năm 2020 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Quốc Nga, nguyên chủ tịch Hội Tin học Việt Nam đã nhận định như sau. Thật sự đây là cuộc đấu tranh không cân sức, bởi vì những người đấu tranh cho tự do dân chủ thì không có nguồn lực bằng lực lượng 47 của họ. Họ có hàng chục ngàn người, họ được nhà nước tài trợ không chỉ bằng tiền bạc mà còn bằng kỹ thuật. Có thể nói họ có nguồn lực vật chất hơn hẳn các nhà đấu tranh. Và cũng từ Cộng hòa Liên bang Đức, tờ Thời báo .de cũng đưa ra nhận định như sau. Việc lực lượng 47 tìm cách đánh phá và hạn chế tự do ngôn luận, tự do báo chí của người Việt trong và ngoài nước là điều báo chí, nhất là tổ chức phóng viên biên giới, ESF đã rất để tâm và chú ý. Chính vì vậy, trong báo cáo của tổ chức ESF được đưa ra vào năm 2020, có đưa lực lượng 47 của Quân đội Nhân dân Việt Nam vào một trong 20 tổ chức là kẻ thù lớn nhất của tự do trên Internet. Và đây là điều rất chính xác và cũng là thông tin để các tổ chức quốc tế và các nước trên thế giới nhìn vào công bố này của Tổ chức Phóng viên Biên giới ESF đánh giá về sự tệ hại tự do Internet tại Việt Nam. Đây là hình ảnh một hội nghị do Quân đội Việt Nam đã tổ chức về tập huấn và triển khai hoạt động của lực lượng 47. Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng sự thật mới là sức mạnh vô địch. Cho nên, nếu các nhà đấu tranh biết và đừng lãng phí nguồn lực của mình, đó là nêu lên sự thật và cố gắng tránh những chuyện đưa những thông tin không đúng sự thật, thì có thể chiến thắng, ông giải thích thêm. Và ông nói, bởi vì khi đưa tin giả, tin không đúng sự thật, tin không được kiểm chứng, thì mình tự làm mất uy tín của mình và sức mạnh của mình sẽ giảm đi cả ngàn lần. Như thế thì mình lại không khác gì bọn dư luận viên, bởi vì bọn dư luận viên rất đông nhưng tác động không nhiều, bởi vì không nói sự thật. Thật sự, họ tư duy, họ tuy có sức mạnh vật chất, tiền bạc rất nhiều, nhưng tôi nghĩ nếu như những người đứng đầu, những người đấu tranh biết cách của mình, quan trọng nhất là chuyên đưa sự thật, không bóp méo thông tin, không đưa tin giả, thì cái số ít người đấu tranh này sẽ ngày càng nhiều lên và chắc chắn là sẽ chiến thắng. Tổ chức Freedom House vào ngày 5 tháng 11 năm 2019 cũng liệt kê Việt Nam vào danh sách những quốc gia không có tự do Internet. Với nhan đề khủng hoảng mạng xã hội, tổ chức Freedom House cho biết tiến trình khảo sát tự do mạng ở 65 quốc gia cho thấy Việt Nam nằm trong các nhóm quốc gia có điểm số từ 0 đến 39, tức là quốc gia không có tự do Internet. Và cũng dưới con mắt của tổ chức Freedom House, Việt Nam là một quốc gia độc đảng đã bị chi phối bởi nhiều thập kỷ qua do Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền. Chưa kể luật an ninh mạng đã nhằm hạn chế tự do Internet rất đáng kể tại đây trong thời gian vừa qua. Đây là hình ảnh xếp hạng tự do báo chí toàn thế giới vào năm 2019, cho thấy Việt Nam ở vị trí số 176 trên 180 gần đáy bảng xếp hạng. Nhà báo Ngô Nhật Đăng lại có thông tin và nhận định như sau. Tôi thấy tình hình thực tế như thế này, khi luật an ninh mạng có hiệu lực, thì đáng lẽ việc kiểm duyệt Internet ngày càng khó khăn hơn. Nhưng tôi lại thấy hiện tượng có vẻ dễ dàng hơn. Những chuyện bị ngăn chặn, gỡ bỏ, report, tấn công tài khoản Facebook, nó không khắc nghiệt như trước đây.
Theo suy nghĩ của cá nhân tôi, thứ nhất, nhà nước không còn đủ tiềm lực để ngăn chặn mạng xã hội về mặt kỹ thuật, nhân lực, tài lực. Thứ hai là mạng xã hội và người dân ngày càng nhiều người lên tiếng trong tỷ lệ hàng chục triệu người dùng Internet nên đã bóp nghẹt như trước là điều bất khả thi. Cũng theo tổ chức Freedom House, Việt Nam trước đây đã từng nói luật an ninh mạng không hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dùng trên mạng Internet. Tuy nhiên, nhà chức trách đã gia tăng các vụ bắt bớ và bỏ tù vào những năm gần đây, nhắm vào những người bày tỏ quan điểm bất đồng chính kiến trên trang Facebook, mạng xã hội phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay. Theo tổ chức ESF, khi các phương tiện truyền thông Việt Nam đều tuân theo lệnh của Đảng Cộng sản, nguồn thông tin được báo cáo độc lập là các blogger và các nhà báo công dân. Những người đang phải chịu những hình thức khủng bố khắc nghiệt hơn bao giờ hết bao gồm bạo lực, cảnh sát hoặc mặc thường phục để canh giữ họ. Và để biện minh cho việc tống giam và trừng phạt các án tù dài, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng sử dụng các điều như 79, số 88 hoặc 258 của Bộ Luật Hình sự. Theo đó, các hoạt động của các tiếng nói dân chủ được gắn các cơ quan điều tra và sẽ gắn thêm nhãn là lật đổ chính quyền, là tuyên truyền chống nhà nước và lạm dụng quyền tự do dân chủ để đe dọa lợi ích của nhà nước một cách hết sức mơ hồ. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhiều năm liền đã được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, RSF và một số tờ báo quốc tế liệt kê là kẻ thù của Internet và tự do báo chí. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, RSF đã nhận định dưới sự lãnh đạo của Đảng do Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, mức độ khủng bố, các tiếng nói đã tăng mạnh trong 2 năm qua. Có người đã bị kết án đến 20 năm tù. Đó là trường hợp của nhà hoạt động Lê Đình Lượng ở Nghệ An. Từ Berlin, bản tin của Thời báo DE cũng đưa ra nhận định tiếp theo như sau. Vấn đề về tự do Internet thì như các bạn đã biết, Việt Nam là đất nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo và độc quyền dẫn đến độc tài, độc đảng. Ở Việt Nam có gần 4 triệu đảng viên được Đảng sắp đặt cho những công việc, vị trí mà 90 triệu người dân không có giá trị gì với Đảng Cộng sản cả. Chính vì vậy, trong thời đại Internet mở rộng, lực lượng 47 là lực lượng khá nòng cốt của Đảng, tìm mọi cách chống lại tất cả những thông tin sự thật đang tràn vào Việt Nam. Nhưng những người làm chuyện đó có trình độ văn hóa có vẻ là thấp, nên đã gây ra khá nhiều phiền phức. Bản tin cũng cho biết thêm, Tổ chức Phóng viên Biên giới, ESF đưa ra thống kê việc lực lượng 47 đã báo cáo làm nhiều người đấu tranh bị khóa tài khoản hoặc đưa ra những bình luận rất thô tục nhằm mục đích để cho những người đấu tranh ngại không viết nữa. Tuy nhiên, tại Việt Nam hiện nay đã có hàng chục triệu tài khoản và dám mạnh dạn nói lên sự thật. Do đó, lực lượng 47 ngày càng bị lép vế trước những thông tin sự thật của người dân Việt Nam trong và ngoài nước. Và Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã nói hơn 10.000 người đấu tranh trên mạng mang tên lực lượng 47 đã được thành lập theo chỉ thị 47 của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là hình ảnh trưởng ban tuyên giáo Trung ương ông Võ Văn Thưởng. Phát biểu tại hội nghị ở thành phố Hồ Chí Minh về công tác tuyên giáo, tướng Nghĩa cho biết thêm lực lượng này là những người vừa hồng vừa chuyên. Một thuật ngữ ở Việt Nam dùng để chỉ những người vừa trung thành với lý tưởng của Đảng Cộng sản, vừa giỏi về công việc chuyên môn. Họ được cho là kiên định lập trường và có kỹ năng sử dụng công nghệ cao để thực hiện nhiệm vụ. Ông nói rằng, chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây phải sẵn sàng chủ động tác chiến, đấu tranh với các quan điểm sai trái. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đã viết trên trang Facebook cá nhân rằng lực lượng dư luận viên ước tính phải lên đến khoảng 100.000 người. Ông nêu dẫn chứng là tin tức trên báo chí từ năm 2013 cho hay ban tuyên giáo ở thời điểm đó đã thống kê có khoảng 80.000 tuyên truyền viên miệng. Giờ đây, con số đó được bổ sung với lực lượng 47 của quân đội và nhiều khả năng cũng có một lực lượng tương tự của công an, nhưng chưa rõ thông tin về số lượng người bên công an. Ông nói lực lượng đó rất đông, gây tốn kém cho xã hội rất nhiều. Sản phẩm của họ không đem lại lợi ích gì cho xã hội, thậm chí còn bôi bẩn không gian mạng và gây tác hại rất xấu đến xã hội. Thật ra bây giờ Đảng Cộng sản cầm quyền nắm hết tài nguyên, nắm hết tiền thuế của dân, cho nên họ làm chuyện, mọi chuyện, chi tiêu mọi chuyện nhằm mục đích bảo vệ Đảng. Cho nên cái lực lượng 100 người đó hoặc là nhiều hơn vẫn được trả tiền.
Và nhà báo Vũ Hữu Sự còn có bài viết trên trang Facebook cá nhân của mình với tựa đề "Dư luận viên, họ là ai?" miêu tả phần nào bản chất của những dư luận viên này được đưa ra ánh sáng. Đây là hình ảnh các hoạt động tưởng niệm gần đây tại tượng đài Lý Thái Tổ, từng nhiều lần bị lực lượng dư luận viên của Đảng Cộng sản Việt Nam ngăn chặn. Nhà báo Hữu Sự đã viết như sau. Một người quen của tôi là sĩ quan quân đội cấp tá bảo: "Cũng vì miếng cơm manh áo thôi bác ạ, những dư luận viên ấy, họ cũng biết những gì họ viết là vô lý, là thất đức, là trái với đạo làm người. Nhưng họ bắt buộc phải viết vậy thôi." Tôi ngạc nhiên hỏi, nói điều gì là xuất phát từ tâm, từ óc của họ, ai bắt được họ chứ? Người sĩ quan quân đội Việt Nam giải thích thêm, ô thế bác không biết dư luận viên là gì à? Để em nói cho bác nghe, tất cả đều là người nhà nước cả, tức là công chức, viên chức, chiến sĩ, sĩ quan ở các cơ quan, đơn vị, quân dân, chính, đảng, hầu hết đều là đảng viên. Tất cả các dư luận viên ấy đều được giao nhiệm vụ hết sức cụ thể. Mỗi đơn vị có người phụ trách dư luận viên ở cơ quan mình. Toàn bộ dư luận viên trên cả nước do một cơ quan trung ương chỉ huy, quản lý. Mỗi dư luận viên đều không được dùng tên thật của mình, mà một cái tên giả để lập tài khoản trên mạng xã hội. Do đều ngu dốt nhưng lại rất cuồng tín, mà dù có bằng cấp đầy đủ thì mình cũng không thể phản bác nổi, mà họ cũng không thể phản bác được những bài báo đanh thép, uyên thâm, căn cứ trên những chứng cứ hết sức xác thực của những cây bút vừa dũng cảm vừa có nhân cách lớn, tức là những người uy vũ, bất năng khuất. Nên bọn chúng đa số đều bình luận một cách hết sức tục tĩu, bần thỉu và ngu dốt, cứ y như một bầy chó điên ấy, người sĩ quan cấp tá kể lại. Và từ trải nghiệm cá nhân, ông Chênh đã nói các tuyên truyền viên, dư luận viên đa số không tranh luận đàng hoàng, không đưa được ra những lý lẽ thuyết phục khi trao đổi ý kiến trên mạng về các bài viết của các blogger hay các nhà báo, các nhà hoạt động bàn về các chính sách, hoạt động của nhà nước hay các vấn đề xã hội. Đây là hình ảnh vợ chồng nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Thúy Hạnh biểu tình chống Trung Quốc. Ông Chênh nhận xét rằng các dư luận viên đa số sử dụng ngôn từ thô lỗ, hăm dọa hay thóa mạ nhằm đè bẹp quyền tự do ngôn luận. Cụ thể như tôi là hàng đêm, hàng chục tin nhắn gửi về hộp thư hoặc messenger của tôi, và thực tế bạn bè tôi cũng cho biết họ cũng nhận được những tin nhắn rất là tệ hại như vậy, và những bài viết mà chửi bới, xúc phạm cá nhân, bôi nhọ cá nhân thì đầy rẫy trên mạng. Nhà báo Võ Văn Tạo chỉ ra rằng cách hành xử của các tuyên truyền viên, dư luận viên không chỉ vô bổ đối với xã hội mà còn là có hại cho hình ảnh của Đảng. Và ông nói, tuyệt đại đa số các anh em viết lách kiểu đó được huy động làm chuyện đó vì họ kém văn hóa, nên họ có kiểu viết lách khiêu khích, cục cằn, thô bỉ lắm. Đứng ở phía trước của Đảng, nhà nước Việt Nam cũng bất lợi cho họ. Bởi vì cái số đó bộc lộ với tầm văn hóa quá thấp, thế thì người dân sẽ nghĩ là, à, quân của chính phủ, của Đảng đây, nó chỉ đến thế mà thôi. Cùng với nhiều người dân bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội, các nhà báo Võ Văn Tạo và Huỳnh Ngọc Chênh cho rằng số tiền có thể là không khổng lồ để dùng để nuôi hoặc trả thù lao, trả lương cho hàng trăm ngàn dư luận viên, tuyên truyền viên, có lẽ nên được dùng hiệu quả hơn cho xã hội như đầu tư vào trường học, giáo viên hay hạ tầng cơ sở để phục vụ người dân. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay Chủ nhật, ngày 15 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa, chào các bạn.